mình sẽ hướng dẫn các bạn móc quay túi sách dành cho túi sách đeo. Ở đây mình sẽ sử dụng sợi thô. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc kiểu sách á, nên cái phần mà chúng ta lấy bính á sẽ dài hơn chút xíu so với dây bình thường, để trừ hao lại cái phần mà nó sẽ co lại nha các bạn. Ở đây mình sẽ móc tùy theo kích cỡ của túi. Nếu các bạn móc nhỏ thì các bạn có thể sẽ móc nhỏ hơn, nếu túi to sẽ móc phần dây nó sẽ lớn hơn. Ở đây mình sử dụng loại dây đeo á, mà nó có cái phần móc như thế này để chúng ta móc vào túi sách. Đầu tiên các bạn móc lại, lấy cho mình gài lên cho mình một mũi. Rồi em bé nó la rồi đây. Này như thế này. Các bạn móc cho mình 250 bính. Tại vì á vì móc mình trừ ham nên sẽ móc dài hơn. Nếu các bạn muốn vừa người á thì các bạn cứ móc trước bao nhiêu bính rồi các bạn đo, tại phần số bính này nó không có quan trọng. Chỉ cần là các bạn đo cho nó vừa người là được. Các bạn lưu ý nha, ở đây mình sử dụng cái móc số 4 nè. Các bạn móc đừng có lấy lỏng quá, các bạn lấy vừa như này, cái bính nó vừa nhỏ như thế này để móc nó không, nhìn nó không có bị lỏng nha các bạn. Mình sẽ móc tầm đúng 250 bính để chúng ta móc nó thun lại, nó vừa đủ cái túi, nó không có quá dài cũng không có quá ngắn. Nếu người bạn nào nhỏ thì các bạn có thể móc ngắn lại chút xíu. Rồi đây mình móc trước như thế này. Các bạn đo, các bạn móc xong á rồi các bạn đo đây, nó dài như thế này để nó vừa với cái túi chúng ta đeo á, tại vì nó còn thun lại nữa các bạn, không sợ nó bị dài. Rồi đầu tiên các bạn, ở đây mình sẽ sử dụng cái phần xích sắt ngắn, nên các bạn móc đâm vào chân thứ ba đây cho mình. Ở đây mình sẽ sử dụng mũi nửa kép nha các bạn. Đây, đây là hai mũi đúng không? Chúng ta sẽ tính luôn mũi bính nha các bạn. 3 mũi nè, 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi. Rồi các bạn móc cho mình 6 mũi như thế này. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi tăng, là hai mũi chung một chân như thế này để tạo cái sách cho nó nha các bạn. Đây như thế này, đây là tạo mũi tăng. Tiếp tục các bạn móc lên tiếp tục cho mình 6 bính, 6 mũi như thế này. Chúng ta sẽ móc mũi chụm chân, là có nghĩa hai chân chung một mũi. Mình xin lỗi nha, bé nó hơi ồn. Này. Đây, nếu mũi nửa kép mũi chùm chân thì chúng ta sẽ có 4 dây như thế này. Các bạn kéo lên cho mình. Đó, để nó tạo cái đồ zig zag như thế này. Rồi tiếp tục các bạn móc tiếp cho mình 6 mũi nửa kép. Rồi móc tiếp tục 6 đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ móc mũi tăng. Mũi tăng là hai mũi chung một chân như thế này. Đó, chúng ta cứ xen kẽ 6 mũi kép nửa kép, một mũi tăng, 6 mũi nửa kép, một mũi giảm như thế này để nó tạo được zig zag này các bạn. Đây. Đó, các bạn móc như vậy cho đến hết hàng, cứ 6 mũi nửa kép, một mũi tăng, 6 mũi mũi nó kép, một mũi giảm. Các bạn cứ xen kẽ như vậy cho đến hết hàng nha các bạn. Xong như thế này là nó có hình zig zag như thế này. Đây các bạn. Nó chiều dài của nó tầm khoảng nhiêu đây? Tại nó sẽ vừa với một cái túi xách bình thường mình đeo á, không quá dài cũng không quá ngắn. Tiếp tục các bạn xoay ngược lại. Rồi các bạn vẫn móc tiếp tục trong mũi là mũi nửa kép, các bạn móc lên cho mình hai bính. Các bạn móc cho mình 6 mũi tiếp tục là mũi nửa kép.
chúng ta chỉ lặp lại cái phần mà chúng ta mà mũi tăng với mũi giảm thôi nha các bạn. Này, đây nè, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn lưu ý nè, ở đây là mình móc bên đây là mũi tăng nha. Là mũi tăng là 2 mũi của một chân các bạn. Hôm nay mũi chụm chân, tại mé bên đây thì nó cái phần mà lúc mà các bạn móc 250 bính á thì nó sẽ bị dư ra. Dư ra mấy mũi thì mình cũng móc mũi nửa kép bình thường luôn. Các bạn móc tiếp tục cho đến cái mũi mà chúng ta hồi nãy mà tăng bính hoặc giảm bính á. Đây là mũi chụm chân là ở đây. Tiếp tục ở chỗ đó mình vẫn móc mũi chụm chân như thế này, ở đây nè. Đây. Là như thế này. Và tiếp tục nó sẽ chụm chân. Còn các bạn móc tiếp tục cho mình mũi nửa kép. Là có nghĩa là ngay cái điểm mà mình móc mũi chụm chân và mũi tăng á, thì chỗ đó mình vẫn tiếp móc tiếp tục là mũi chụm chân và mũi tăng luôn. Còn những mũi còn lại mình sẽ móc mũi nửa kép bình thường, không thay đổi gì hết. Này, như thế này mình như đây, các bạn móc cho mình mũi nửa kép như thế này. Này, ngay ở đây là mũi tăng này, đây nè, 2 4 6 nè. Ngay ở đây là mũi tăng này, ngay chỗ cái đỉnh nó đây nha các bạn. Rồi các bạn móc cho mình mũi tăng luôn. Bình thường đây nè, hai mũi chung một chân nè. Đó, hai mũi cùng một chân như thế này. Ở giống như trên đây nè, dưới đây. Ngày đầu tiên mình cũng móc hai mũi cùng một chân, trên đây cũng vậy. Thì này nó tạo cái đường sóng nè, các bạn thấy bây giờ nó sẽ rõ hơn nè. Đó, giống như tương tự như ở hàng đầu tiên vậy đó. Ở mũi, ngay cái mũi nửa kép bình thường mình cũng móc một bình thường, ngay mũi chụm chân mình sẽ móc mũi chụm chân. Đó. Để mình móc lại cho các bạn xem là nhìn kỹ hơn nha. Đây, ngay cái mũi chụm chân ngay đây nè. Đây, bây giờ mình sẽ móc mũi chụm chân nè. Là các bạn móc 1, 2, 4, 6 mũi. 6 mũi nửa kép. Rồi, các bạn móc cho mình mũi chụm chân. Rồi, nó sẽ chụm xuống nè. Đó, các bạn thấy không? Chụm xuống và lên. Và tiếp tục các bạn móc mũi nửa kép. Đó, các bạn cứ lặp đi lặp lại. Tại vì ở đây mình tăng, ở đây mình giảm mũi thì nó sẽ không có bị lố mũi như thế này. Nó sẽ đều nha các bạn nhìn kỹ nhé. Này. Này, các bạn móc tiếp tục. Các bạn móc như vậy, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết hàng giùm mình. Đó. Mình sử dụng toàn bộ là mũi nửa kép hết nha các bạn. Đây, ngay cái mũi tăng ở đây. Đây, ngay mũi tăng đang ở đây nè. Mình vẫn tiếp tục móc mũi tăng. Đó. Là hai mũi cùng một chân như thế này. Này, như thế này. Đó. Rồi, các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Móc xong sẽ như thế này. Đây các bạn. Rồi. Nếu mà các bạn móc cái giỏ to á, thì các bạn sẽ cũng có thể móc cái sợi to hơn. Các bạn cũng có thể móc thêm một hàng nữa để cái sợi nó to hơn. Mà nếu các bạn móc cỡ túi như thế này, đây nha các bạn, đây như thế này, thì các bạn móc sợi như vậy là vừa rồi. Ở đây mình đây là cái mẫu túi sách đem như thế này nè, để chúng ta móc hình cái quai ở trong đây nha các bạn. Rồi bây giờ để nói luôn, mình sẽ nói trực tiếp vào luôn cái vòng ở đây luôn á. Đầu tiên các bạn móc lên cho mình khoảng tầm 4 bính. Đây, 1, 2, 3, 4.
Nếu mà nói riêng á, khoan, cái bún bánh thì sẽ hơi to. Các bạn đợi mình xíu để mình nói trực tiếp ở đây luôn. Là như thế này. Đúng rồi, các bạn đặt ở phía trong như thế này. Các bạn kéo lên cho mình. Đây, như thế này. Phía trong này các bạn, mình kéo qua để mình móc, móc cho mình mũi đơn. Rồi. Một này. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Để mình sẽ móc vô đây luôn. Mình sẽ móc 4 mũi đơn. Rồi các bạn móc cho mình một mũi. Rồi các bạn sẽ đâm ở cái chân cuối phía đây nè. Cái chân cuối ở cái hàng đây như thế này. Các bạn thấy rõ không? Rồi. Các bạn đâm lên móc cho mình một mũi dời. Rồi, như vậy là chúng ta có được một cái móc như thế này. Đây các bạn. Này. Rồi các bạn dùng kéo cắt cho mình, các bạn cứ cắt dư đi. Mình sẽ bỏ. Rồi, các bạn kéo qua như thế này. Các bạn kéo chặt. Còn cái phần mà dây thừa các bạn giấu phía sau nè. Các bạn giấu phía sau dành cho mình nha. Các bạn giấu khéo tại vì cái phần dây này nó sẽ thấy á, nên các bạn giấu sao cho kỹ để không có bị dạng thấy dây nó sẽ không có đẹp. Đây, các bạn giấu phía sau như thế này nè. Các bạn. Đây, các bạn cũng sẽ làm tương tự ở đầu bên kia. Thì chúng ta sẽ có hai đầu như thế này. Mình móc sẵn cái ví. Đây, mình móc sẵn cái túi như thế này. Mình sẽ thử ráp cho bạn xem luôn. Đây. Như thế này thì chúng ta sẽ có được cái túi như thế này nha các bạn. Cái mẫu túi thì mình đã có hướng dẫn trước rồi ở cái phần trong phần video, các bạn cứ nếu có thú thì bạn cứ xem. Mình có mua cái phần đính nè. Một cái phần đính như này nó cũng không có gọi là mắc đâu, nó tầm khoảng mấy ngàn cho đến mười mấy ngàn thôi. Thì nếu các bạn thích các bạn mua về đính cho đẹp, ở đây hướng dẫn thì để giấu được cái phần sợi dây á. Cái phần dây quai này mình cũng đã hướng dẫn trong cái video móc túi. Nếu các bạn ấy thì các bạn cứ mình sẽ để trong phần mô tả cho các bạn xem. Đây, như thế này đó. Nên đâu nhất thiết mình cũng phải mua, mình thích thì mình có thể móc kiểu túi như thế này cũng có. Vài ngày nữa mình sẽ móc kiểu túi bật nắp mini. Nếu các bạn thấy hứng thú thì các bạn hãy like, share và subscribe video của mình để mình có động lực làm video tiếp theo cho các bạn cùng xem. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Tạm biệt.